Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Phương nhé. Hôm nay thì em có rảnh rỗi em về trại sinh sản một chút thì có một đàn phúc. Bây giờ là được bốn mấy ngày nhỉ, 47 ngày rồi và đã bắt đầu có thể tiêm phòng vaccine mũi 1 rồi, nên em quay luôn một cái video hướng dẫn mọi người cách tiêm phòng vaccine cho chó đơn giản nhất ngay tại nhà mọi người có thể làm được nhé. Đây thì em ra ngoài ngoài của quầy thuốc thú y ngoài Trường Chinh ấy, em mua thuốc đây. Hoặc là mọi người nếu mà ở các tỉnh khác hoặc nếu không cần Trường Chinh như ở Hà Nội thì có thể ra những ngoài hiệu thuốc thú y, bất cứ một hiệu thuốc thú y nào hoặc là những cửa hàng bán những cái đồ thú cưng ấy, người ta đều có bán. Thì em lựa chọn cái loại thuốc là vaccine phòng 5 bệnh của Mỹ. Với mũi 1 nhé thì mọi người nên tiêm mũi 5 bệnh, mũi 2 và mũi 3 thì sẽ tiêm 7 bệnh. Mũi 1 5 bệnh thôi bởi vì lúc này là các bé cún còn rất là nhỏ, mình chỉ nên tiêm 5 bệnh thôi, tiêm 7 bệnh thì lại nặng quá sẽ rất là nguy hiểm cho các bạn cún. Đấy thì một liều vaccine gồm có một lọ vaccine đông khô và một lọ nước. Thì một lát nữa là em sẽ lấy kim tiêm này ra, em hút nước ở bên cái lọ nước dung dịch pha vaccine này để cho vào cái lọ đông khô, là cũng như là quy trình tiêm phòng vaccine ở người thôi. Đây, bắt đầu làm nha. Có tất cả là đàn phúc này của em có 5 bé, nên là 5 bạn sẽ là được 5 mũi. Khi mà dán nhãn vaccine ấy, thì em sẽ dán cả cái nhãn nước này và nhãn dung dịch pha và nhãn thuốc luôn để cho mọi người dễ hình dung, mọi người dễ theo dõi. Mọi người chú ý là khi rút thì mình rút hết sạch nước ra nhé. Cái tim này hôm nay quên chuẩn bị cái tim nước, nó hơi khó chút. Đấy, rút hết sạch cái dung dịch pha vaccine ra xong mình tiêm vào trong cái lọ đông khô này. Khi mà tiêm vào lọ đông khô ấy, thì mọi người có thể trộn đều bằng cách là hút ra hút vào vài lần nhé, để cho cái thuốc và dung dịch pha nó được trộn đều vào với nhau. Này, em để luôn như này để tí nữa chỉ việc rút ra thôi. Hay rút ra luôn nhỉ? Hay rút ra luôn. Đấy. Cái thuốc sau khi pha nó sẽ có màu hồng, nhưng mọi người nhớ vaccine sau khi pha nó sẽ có màu hồng. Mọi người chú ý là rút thì mình sẽ cố gắng rút hết sạch nhất có thể nhé. Bởi vì là ở mỗi một liều vaccine thì các bác sĩ đã tính toán đủ rồi, mình không thể tiêm thiếu được, nó phải đủ. Ở đây mọi người, em đã trộn vaccine với cả dung dịch pha xong được 5 mũi rồi đây. Và một lát nữa thì tiêm xong em sẽ dán những cái nhãn ở những cái lọ vaccine này lột ra và dán vào mỗi một quyển sổ đây. Đây, 5 đứa có 5 quyển sổ. Đấy. Rồi bây giờ em bắt đầu tiêm phòng nha. Em đầu tiên à, tiêm xong rồi bỏ. Để tránh cái trường hợp mà bị lẫn ấy thì mọi người nên chuẩn bị hai cái quây hoặc hai cái lồng. Ví dụ là tiêm xong mình sẽ bỏ ra thì mình sẽ không bao giờ sợ bị lẫn cả. Mọi người tiêm thì sẽ tiêm dưới da nhé. Đây, mọi người kéo da gáy lên này. Đâm mũi kim vào và tiêm. Khi mà tiêm xong ấy thì mọi người hãy xoa đi một chút nhé, để cho thuốc nó tan thì nó sẽ không gây áp xe. Còn nếu mà tiêm xong mà mọi người không xoa thì cũng phải vui mình, thì nó có thể làm cũng bị kệ áp xe ấy. Phúc bốc thì nó khá là nghịch nên là đây em sẽ xoa cái khu vực vừa tiêm xong. Nếu mà trường hợp mà mọi người có lỡ để nó bị áp xe ấy, thì mình có thể mua những cái thuốc Accutray, là cái thuốc tiêu viêm tiêu sưng ở ngoài hiệu thuốc tây của người ấy, về cho nó uống và bôi chịu khó xoa dầu cao nóng lên ở cái khu vực nó bị sưng phồng lên ấy, thì sau một vài ngày là nó sẽ hết nhé. Còn mọi người đừng có để không như thế, bởi vì là áp xe lâu ấy thì nó sẽ thành ổ mủ, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp mà nó bị vỡ ra, nó sẽ thành một cái vết nở loét ra ở đây rất là đau và lâu khỏi. Xoa kỹ một chút. Rồi, em đầu tiên xong. Em thứ hai. Em được mập nhất đàn luôn. Xinh chưa? Mõm vuông không? Vuông dã man. Mấy con kia đang đi nghịch rồi. Nếu mà mọi người mà chưa quen ấy thì mọi người nên có một bạn hỗ trợ nhé, giữ. Bởi vì Phúc thì khá là nghịch, mà nếu mà mình không quen ấy, hoặc là các dòng chó khác thì cũng thế. Không. Đây còn phải giữ nó lại, từ từ. Xoa xem nào. Trời ơi, móng thì mắc lung tung. Đấy, lại xoa, em nào là cũng phải xoa như thế. Em này em được to nhất đàn mà xinh kìa. Siêu nghịch. Ba con kia còn đang đi nghịch với con mèo. Đàn này nhà em sau khi tiêm phòng vaccine mũi 1 thì em chắc là em vẫn phải đợi đến tầm khoảng
khoảng hơn 2 tháng tuổi thì em mới xuất bán. Này nó khỏe với cả là nó cũng đạt cái tiêu chuẩn để tiêm vaccine mũi 1 rồi ấy, thì em tiêm sớm, còn bọn poodle thì thường là sẽ tiêm muộn hơn. Poodle nó nhỏ hơn ấy, cũng đều là hơn 2 tháng mới xuất bán nhé. Rồi, xong em thứ hai. Thứ ba. Em được đây. Mọi người là tiêm phòng vaccine thì là tiêm dưới da nhé mọi người nhé. Mọi người chỉ cần kéo cái phần da gáy của bạn ấy lên thôi là tiêm được. Con mèo ở trong kia mát hay sao ấy. Ồ, có mỗi cái áo mồi cứ suốt ngày móc móng vào áo người ta. Ôm móng bọn này dài phết rồi này. Ừ. Mấy bạn này là hôm trước là nó hơi cái đợt đẻ bọn nó em để nó hơi bị ẩm bận quá nên là không thay cái ấy thường xuyên, nhưng mà nó hơi bị ẩm nên nó hơi bị nấm đồng xu nha mọi người nha. Đây này, nó đang rụng một ít lông ở đây này. Thì mai ngày kia em sẽ làm một cái video hướng dẫn mọi người chữa nấm nhá. Em chữa đã khỏi hết rồi, bây giờ đang bắt đầu lên lông rồi. Đấy. Xinh chưa? Nhậu ơi nhậu ơi. Phê. Rồi, em thứ hai. Em này em nhỏ nhất đàn. Cái hai chân trắng, xinh kìa. Nhiều à? Nhà không có gì ngoài chó với mèo. Yên đứng yên, đứng yên nha, để tiêm nha. Phải giữ nó lại để tiêm đã. Đây này, vừa tiêm xong nó thành một cục luôn, cục nước ở đây luôn này. Phải xoa ra cho nó tan. Đây là mới chỉ là tiêm vaccine, nó chỉ có một cc một ml thôi đấy. Nếu mà mọi người tiêm những cái thuốc ví dụ như là thuốc đi ngoài như kiểu amox hoặc là một số các loại thuốc khác ấy, nó rất là đặc thì nó rất là dễ gây áp xe. Quay chiều này cho mọi người nhìn mặt em ấy. Đàn này nhà em có 5 bé thì đang có 2 bé đã có khách cặp trước rồi. Một được một cái nhỉ. Một anh đặt trước một em cái, một anh đặt trước một em được. Chỉ đợi đến ngày là xuất bán thôi. Cho em về nhà mới. Mới đẻ đã có người đặt luôn rồi. Nên là em bảo rồi, nhiều đàn là em còn chưa kịp quay video đã đi hết rồi. Đấy là khách mua lẻ nhá. Còn nếu mà thợ ấy thì người ta thường là đợi đến tầm khoảng em bắt đầu xuất bán là người ta đặt luôn. Có khi là người ta còn, em còn chưa kịp quay lên là người ta đón cả đàn. Còn những khách lẻ là thường là những anh chị rất là thích hoặc là biết mua bên em hoặc là tin tưởng bên em ấy thì các anh chị sẽ đặt trước. Và chắc chắn là sẽ không bao giờ làm anh chị thất vọng. Ô này nghịch thế. Nghịch nhất đàn luôn. Đùa. Em này xinh nhất đàn luôn. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Đứng vào đây. Để mẹ lắp cái kim vào đã nha. Con này xinh nhất đàn luôn, người rất là vuông. Có một tí chân à bốn hai chân trắng. Chưa già mà đã có râu rồi này. Bọn này giống bố nhiều hơn mẹ nhỉ. Đúng không? Chó giống cha mà nên là thường là các bạn cún con thì sẽ giống bố nhiều hơn, thế nên là cái việc chọn cún bố để phối giống nó rất là quan trọng mọi người ạ. Ngoài việc là cún mẹ cũng phải đẹp ra thì cún bố chắc chắn là phải đẹp, còn cún mẹ có thể á hậu thôi, còn cún bố thì phải hoa hậu mới được. Còn nếu mà cún mẹ được hoa hậu thì càng tốt. Anh ấy đang đi tìm heo à? Anh ạ. Các bạn cún hàng xóm đang chơi. Đấy, mặt xinh không? Thanh niên nghịch nhất nhà. Đấy. Đây, đàn cún của em đây. Cả lũ đây, tiêm xong rồi. À, có một cái lưu ý khi mà tiêm vaccine xong ấy thì mọi người nên chú ý tách mẹ nhá. Ở cái tầm này bọn này nó bú rất là nhiều rồi, cún mẹ thường là không đủ để đáp ứng nhu cầu bú sữa của nó nữa. Thì em bắt đầu đang tập cho bọn nó ăn dặm được một thời gian rồi. Và bố mẹ hạn chế thôi, nhưng mà khi mà vừa tiêm phòng vaccine xong như này thì em sẽ không cho bố mẹ nữa. Trong vòng khoảng ít nhất là 6 tiếng em chỉ cho uống nước thôi và không cho con mẹ vào chuồng nữa. Đấy. Tại vì là trong sữa mẹ nó có kháng thể, nếu mà mình cho bố mẹ luôn thì nó sẽ làm giảm cái hiệu quả của vaccine đi. Và tuyệt đối không được tắm rửa rồi cho ra chỗ lạnh hoặc là để nó bị lạnh, bị nóng quá nhé mọi người nhé. Bởi vì tiêm vaccine xong thì thường cũng như người nó sẽ có những cái phản ứng rất là khó chịu, nhất là mũi 1 đây là này. Mũi 1 này thì dành cho những anh chị nuôi sinh sản thì mới lo thôi. Còn nếu mà như anh chị mà đón các bé cún hơn 2 tháng từ nhà em về thì em đã tiêm mũi 1 rồi thì mình cũng không phải lo. Tiêm mũi 2, mũi 3 thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, nhưng mũi 1 thì mình thường là phải cẩn thận hơn nhé. Đấy.
Thì đấy là một số cái, à, đấy là cái cách mà tiêm phòng vaccine rất là đơn giản tại nhà. Anh chị nào nếu mà có thể bạo bạo tay một tí hoặc là mình quen tiêm ấy thì mọi người có thể mua vaccine về tự tiêm ở nhà, nó sẽ rẻ hơn nhiều so với việc đi ra ngoài cửa hàng. Hoặc nếu mình có thể mình không tự tiêm được ấy thì mình cũng mang nó ra ngoài thú y để tiêm cho sẽ an toàn hơn. Và còn gì nhỉ? Với cả là nó cũng không đắt lắm đâu, nó chỉ tầm khoảng hơn 100 một mũi vaccine thôi. Như nhà em thì kiểu gì em cũng phải tiêm phòng thì em mới xuất bán thì mới đảm bảo được sức khỏe cho bọn nó. Đó, mọi người có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì thì có thể liên hệ các số hotline bên em nhé. À đây, giới thiệu qua. Đây là bạn cún mẹ. Bạn đớp. Mùa này nóng thế nên là em cạo hết lông của nó đi rồi. Trắng như con lợn cạo luôn. Và đang nuôi con nên là hơi gầy. Chứ bạn này béo lắm, mặt rất là xinh luôn. Đấy. Rồi cho lên kênh một tí. Rồi, xin chào mọi người.